Úi giời. Vâng, quay trở lại với trận thi đấu thứ 3 của cái thủ chia sẻ cho cái thủ Tuti. Vẫn là kịch bản cũ vang vẫn giọt mưa của ngày nào, và vẫn là kịch bản cũ vang giọt ngắn giọt dài, giọt nghiêng giọt thẳng. Vẫn cứ là Hiếu, vẫn là bãi quả phụ dành cho cái thủ chia sẻ. Giờ trận này là trận 2 bãi quả phụ dành cho sẻ. Thế nhà thì hơi xấu một chút so với hai trận trước. Không được phẳng phiu, không được mượt mà. Nhưng bù lại thì đồ ăn ở trong trận thi đấu này là đời hơn rất nhiều với hai bãi quả phụ. Và bài này thì chúng ta hãy cùng xem vâng cái thủ Tuti ở trong trận thi đấu này thì có tiếp tục dâng hay không. Hoàng Mai Nhi thì đến trận thi đấu cuối cùng này mới dâng, nhưng Tuti đến trận thi đấu thứ hai thì bắt đầu đã dâng rồi. Có những dấu hiệu nóng vội đến từ cái thủ Tuti. Và Tuti đã phải trả giá với một bài dâng A và phải đóng thêm nhà BA để có thể xong ở nhà. Tốn quá nhiều gỗ và Tuti bị cái thủ chim sẻ đến nắng hạ gục ở trận thi đấu thứ hai. Còn trận thi đấu thứ ba thì sao? Có lẽ rằng chúng ta phải đợi đến những Hồng Anh may ra thì mới có được những trận thi đấu đáng xem. Còn hiện tại thì cái thủ chia sẻ đang vẫn đang một mình băng băng về đích. 26 đó là số dần thời điểm hiện tại. 27 nhà dân và kích đời ở 740 và 77. Thêm một chiếc BS nữa, đánh rất tự tin. Somas. Homus.
Donna E. Zoconta, 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 vâng, 28/36 là tham lai lúc này đến từ cái thủ chim sẻ, 27+1 và những bài đến từ cái thủ chim sẻ thì đáng tôi cảm giác như rất khó công nhá, không biết là cách bố trí bài trí nhà cửa thế nào, rất khó công. Thủ Tì là người ép đời sớm hơn so với thủ chim sẻ và ở trong nhà cái thủ chim sẻ đã có bóng nông dân của Thủ Tì. Vâng, kiểu này là kiểu RFR gôn chăng? Vâng, quay trở lại với trận thi đấu này thôi. Tuti là người bắt đầu dồn lên ở phía bên trên rất cao. 5 nhà BA đến từ cái thủ Tuti. Chim sẻ nắng chỉ có 4 nhà BA. Vâng, nhà BA của Tuti dâng lên rất cao. Đây một tên tất tay canh bạc đầu tiên, cũng là canh bạc tất tay luôn đến từ cái thủ Tuti. Vâng, quay trở lại với cái thủ chim sẻ đáng ở trận thi đấu này thôi. Đang rất căng cò dành cho cái thủ chim sẻ. Timeline của sẻ vẫn đang giữ được ở ngưỡng 4x nhưng bây giờ thì toàn bộ nhà BA đã bắt đầu mất. Tuti đang đánh rất cố gắng ở trận thi đấu này. Thực sự là như vậy. Một bài dâng ngà cao đến từ cái thủ Tuti ôm chặn vào nhà BA của cái thủ chim sẻ luôn. Và bây giờ thì chim sẻ nắng đang gặp rất nhiều khó khăn. Bắt buộc phải đóng BA mới. Rất đông cung lờ thu được của cái thủ Tuti. Và bây giờ thì chim sẻ nắng đang cố gắng rỉa lực đến từ cái thủ Tuti. Để cho Tuti không có thể sóc đều được những tên cung lờ tiếp theo. Nhưng đánh ACBN không phải là chỉ có một bài. Và không phải là chỉ có một bài chắc nhà mà có thể thành công. Đánh ACBN đôi khi phiêu bồng vẫn có thể thành công. Với những bài ăn hoang và phiêu bồng vẫn có thể thành công. Tú Thị đã bắt đầu đóng nhà chính mới. Vâng, đen nhà chính cũ và bắt đầu đóng nhà chính mới. Sẻ đang dùng những thao tác tay của mình, nhiều thao tác tay của mình để có thể giành lại được, cân bằng lại được lợi thế. Bãi gô phía bên dưới này có thể sẽ lộ sau tuần này, chắc chắn là như vậy. Vâng, sẻ đã tính từ rất xa, kéo cung rờ chạy và kéo luôn nông dân chạy. Tú Thị ăn hoang và sẻ cũng ăn hoang. Không được, các bạn có thể thấy rằng cái thủ Tú Thị là người đón đầu và chặn nông dân của cái thủ chim sẻ tốt đến mức như thế nào. Đây là một trận thi đấu mà cái thủ Tú Thị đang đánh hết sức tập trung. 200% công lực của trận thi đấu này dành cho Tú Thị.
Vâng, sẻ đón đầu thành công nhưng lượng cung R của sẻ là quá ít để có thể bắt được cung R Tuti ở trong tình huống vừa rồi. Nông dân của Tuti không còn nhiều, nhưng lượng cung R đến từ cái thủ Tuti vẫn đang còn lại rất rất nhiều. Vâng, quay trở lại với trận thi đấu này thôi các bạn. Các bạn có thể thấy rằng cái thủ Tuti đang gồng mình lên để có thể thi đấu. Rất nhiều thao tác đến từ Tuti. Khi mà Tuti đã bắt đầu bật auto ăn hoàng rồi thì bây giờ thì có quá nhiều thao tác. Vâng, chỉ điều quân không. Và bây giờ thì có vẻ như Tuti đang thành công. Tháng này của sẽ vẫn đang giữ ở ngưỡng 39, nhưng bây giờ thì sẽ không còn gỗ để có thể sóng quân được nữa. Tuti đã bắt đầu giạt ở vị trí đâu đó, đóng được nhà chính mới và bây giờ đã ổn định. Tôi khẳng định Tuti vẫn có thể ra quân được. Vâng, Tuti cũng đang rất cẩn thận. Nhấp nháy liên tục trên màn hình của chim sẻ. Rất mất tay, lượng quân của cái thủ Tuti bây giờ có lẽ rằng phải đông ít nhất là cái tầm gấp rưỡi của cái thủ chim sẻ. Sẻ vẫn đang muốn dùng dao tay của mình để có thể móc máy cái thủ Tuti ở những địa điểm làm ăn chính mà cái thủ chim sẻ thì đáng đã biết. Nhưng Tuti ở trong trận thi đấu này ăn hoàng khắp trên bản đồ. Nhà chính mới đã được xây. Và bây giờ thì Tuti đang kéo toàn bộ quân ra để có thể tạm thời bảo kê ở nhà chính mới. Còn một lượng quân không nhỏ còn lại để ốp nhà BA của cái thủ chính xe. Xe thì vẫn đang căng bình ra, dùng những con cung R của mình đang còn khá nhiều những con cung R đầy bình. Những nhà BA mới đến từ cái thủ chính xe đang lần lượt nằm xuống, bốc cháy và nằm xuống. Vâng, sẽ bắt đầu chuyển hướng công sang nhà BA của cái thủ Tuti. Nhưng lượng cung A cung R của cái thủ Tuti sẽ không giảm sau tuần này. Tuti sẽ bắt đầu kéo một tuần mới nó về bắt và nở ra một tuần nữa thì cái thủ Tuti có thể đỡ được. Trong khi đó thì xa tham sẻ nó bắt đầu tụt sâu. 26 là tham ai hôm nay. Vâng, khi soi tham thì bây giờ có lẽ rằng Tuti đã khoảng 40. Tham này Tuti khoảng 40. Vẫn cố được. Vâng, với bản tính đến từ cái thủ chia sẻ nắng vẫn có thể cố được. Nhưng quan trọng là cái thủ chia sẻ nắng còn may mắn hay không thôi. Vâng, may mắn có một turn ăn dân của cái thủ Tuti hoặc là một turn đi quân lỗi của cái thủ Tuti thì chim sẻ thì nắng sẽ có thể gỡ được cái tham gọi là tạm tạ. Còn nếu không, Tuti vẫn cứ đánh chắc bài và bảo kê ở vị trí ở phía bên trên thì rất khó để cho sẻ. Đằng này sẻ tụt xuống còn 23, Tuti chắn rất kỹ, soi tham lại một lần nữa và vẫn tiếp tục thi đấu. Vâng, nhưng mà sẻ đã resign và nhận được sự động viên đến từ có vẻ như cái thủ he ngồi bên cạnh. Và cái thủ chia sẻ nắng đã resign. Một trận thắng đầu tiên dành cho Tuti. Và chúng ta cùng chuẩn bị đến với trận thi đấu tiếp theo của cái thủ chia sẻ nắng ở trong buổi sáng ngày hôm nay. Sẻ đã thất bại trận thi đấu đầu tiên.